Những ngày gần đây thì dư luận đang nói rất nhiều về việc Thành phố Hồ Chí Minh khởi động lại dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại quận 2. Việc xây dựng khu liên hợp này đã được thành phố chủ trương từ năm 1994. Tuy nhiên thì sau hơn 20 năm đắp chiếu cho đến nay thì Thành phố Hồ Chí Minh mới khởi động trở lại để chuẩn bị chào đón mùa SEA Games thứ 31. Và cái mà người ta quan tâm nhiều nhất hiện tại chính là số tiền đầu tư đến 34.000 tỷ đồng. Đây là khu đất hàng trăm hecta được Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch để xây dựng khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc từ năm 1994. Sau hơn 20 năm, khu đất này vẫn chỉ là một vùng đồng trống như thế này. Gần đây khi Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động dự án, mới có vài chiếc máy xúc, máy ủi được huy động đến. Là một người dân thành phố khi nghe được thông tin này thì rất là vui mừng, rất là phấn chấn. Vì cái khu liên hợp này là cũng là một cái khu mà được đặt ra quy hoạch với quy mô rất là lớn, rất thuận lợi cho Thành phố Hồ Chí Minh, vừa thực hiện được cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đúng quy hoạch mình đặt ra, vừa tạo được cái đà phát triển cho các cái thành phần kinh tế khác. Cái khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc quận 2 nó đã có từ năm 1994, và như vậy trên 20 năm rồi chúng ta để dành đất đó nhưng mà không làm gì hết. Đến nỗi đất từ 466 ha, bên đây còn có 180 ha thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thôi. Chúng ta để hoang hóa, bỏ phí và càng ngày đất càng bị lấn chiếm dần, đền mà cái bồi thường nó càng khó khăn nữa. Dự kiến sau khi xây dựng xong sân vận động này sẽ có quy mô hiện đại nhất nước với 50.000 chỗ, lớn hơn sân vận động Mỹ Đình chỉ có 40.000 chỗ. Với các hạng mục chính, khu luyện tập, nhà thi đấu bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng rổ, văn phòng điều hành, khu lưu trú vận động viên, nhà ăn tập thể, tổng vốn đầu tư của dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc lên tới 34.000 tỷ đồng. Con số này mới là điều đáng quan ngại với siêu dự án thể thao mà Thành phố Hồ Chí Minh đang thai nghén. Chúng ta có thể là phải cân nhắc rất kỹ về cái nguồn thu và cái chi phí bỏ ra để thực hiện dự án. Nên chăng có thể sử dụng linh hoạt nhiều các cái nguồn vốn như là vốn ngân sách và các cái nguồn vốn vay hoặc là vốn xã hội hóa. Đây là cái công trình đi sau thành phố Hà Nội, tất nhiên sẽ rút được nhiều bài học kinh nghiệm. Công trình thế kỷ chứ không phải là công trình phục vụ cho một mùa SEA Games. Tôi nghĩ là phải tính toán là đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chất lượng và phục vụ được lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh là hiện nay là cái gì mấy chục năm không làm rồi đùng cái làm thì tự đó dễ đến cái để nhà đầu tư người ta, nếu tôi nói quá đáng, nhưng nhà đầu tư ta lợi dụng. Người ta lợi dụng cái tiến độ quá nhanh của mình và người ta đưa ra giải pháp thường thường lợi cho người ta về mặt lợi nhuận thôi. Chứ người ta không có những cái giải pháp thuộc bền vững. Hầu như tất cả các dự án công trình khác chúng ta đều khó khăn, cả nước và cả Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy rõ đó, ngay cả Metro 1 đó mà hiện nay chúng ta cũng còn đang thiếu vốn. Họ đưa lên đó là 34.000 tỷ. Nếu 34.000 tỷ mà tôi nghĩ làm trong 3 năm tôi nghĩ làm không nổi. Tại vì với Thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa giờ đó, từ thời mà chúng ta 75 tới giờ đó, chưa có một cái dự án nào mà một năm chúng ta nuốt được trên 10.000 tỷ, cả Metro 1. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy tiền ở đâu để xây dựng dự án chục ngàn tỷ này? Sau khi xây xong và mùa SEA Games 31 qua đi, khu thể thao này có hoạt động hết công năng? Liệu có nhiều hoạt động thể thao để nhà thi đấu này vận hành liên tục? Đây chỉ là một trong số rất nhiều câu hỏi về dự án thể thao hàng chục ngàn tỷ của Thành phố Hồ Chí Minh.